huỳnh như, bước ngắn nhưng chắc chắn, so sánh chỉ mang tính tương đối, thậm chí là khập khiễng. Nhưng cách khởi đầu của Huỳnh Như ở Bồ Đào Nha được cho là hợp lý hơn những gì Po FC làm với Quang Hải. Cuối tuần qua, tiền đạo Huỳnh Như đã chính thức đặt dấu mốc quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên chơi bóng ở châu Âu, cựu tiền đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ra sân ở phút 87 trận đấu của Lang FC. Ở vòng mở màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha tính thời gian thi đấu chính thức thì 2 phút là quá ít ỏi. Nhưng khá thú vị khi trận đấu có 8 phút bù giờ. Nghĩa là, chân suốt 30 tuổi có 11 phút đúng số áo của Huỳnh Như. Cho màn ra mắt của mình. Thực ra, 11 phút cũng không phải là quá nhiều, nhưng những gì cô gái người Trà Vinh thể hiện. Được đánh giá là khá thành công, nó khác với 30 phút vào sân từ ghế dự bị của Quang Hải ở trận chính thức đầu tiên trong màu áo Po FC tại League 2 của Pháp. Khác với khi cựu tiền vệ Hà Nội FC được đá chính trong hai trận tiếp theo. Để rồi sau đó thời gian có mặt trên sân giảm dần, hai trận gần nhất Quang Hải không được sử dụng một phút nào. Và điều chớ trêu là Po FC có 4 điểm từ hai màn trình diễn khá tốt, so sánh mọi khía cạnh chuyên môn giữa bóng đá nam và bóng đá nữ sẽ khập khiễng. Nhưng trong cách tiếp cận vấn đề, dường như ban huấn luyện của Lang FC cho thấy tính toán của họ hợp lý hơn. Tung Huỳnh Như vào sân trong ít phút cuối là để cô cảm nhận dần với không khí và diễn biến bóng đá ở châu Âu. Nơi có trình độ cao hơn ở Việt Nam nhiều, có lẽ họ cũng không nghĩ thời gian bù giờ lại nhiều đến vậy. Nhưng vô tình lại thành điểm lợi cho Huỳnh Như, ít nhất cũng có đóng góp trong 11 phút để đảm bảo kết quả thắng của đội nhà. Mà thắng thì đương nhiên tâm lý sẽ tốt hơn, Huỳnh Như vẫn sẽ dự bị ở các trận đấu tới nhưng nhiều khả năng thời lượng đứng trên sân sẽ tăng dần trong khi đó sau khởi đầu được đá khá nhiều việc không được đá hai trận gần đây có thể trở thành cú sốc tâm lý với quang hải nó có thể giết chết sự tự tin của hải con nếu không đủ bản lĩnh và sự kiên nhẫn để làm lại từ đầu và nếu có bắt đầu lại phải tìm được sự tự tin và mạnh dạn thay vì tâm lý tránh va chạm sợ chấn thương cứ như huỳnh như bước từng bước ngắn cho chắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.